Nan cửa còn được gọi với cái tên khác là lá cửa. Chúng là tập hợp những thanh vật liệu nhôm hoặc thép không gỉ, có thể ghép nối với nhau tạo nên một bề mặt phẳng vững chắc và hoạt động dựa vào những động cơ đi kèm. Ngày nay, để có thể đánh giá được một dòng sản phẩm cửa cuốn tốt nhất, người ta thường đánh giá chất lượng của loại nan cửa đó như thế nào. Nan cửa cuốn có bao nhiêu loại? Loại nào được ưu chuộng nhất hiện nay? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua nội dung video này của Quang Đo Việt Nam. Đây là mẫu nan cửa khe thoáng. Một trong các loại nan cửa cuốn được ưa chuộng phải kể đến nan cửa khe thoáng. Dòng sản phẩm này được sản xuất theo dây chuyền công nghệ mới của châu Âu. Thiết kế sở hữu vẻ đẹp tinh xảo với các lỗ khe thoáng hình oval, vừa tăng cường ánh sáng, vừa thêm không khí thoáng mát cho công trình. Độ dày của nan khe thoáng có nhiều độ dày khác nhau, từ 1 gem đến 2.3 gem. Với hệ thống dây giảm âm, các loại cửa cuốn nan nhôm có khả năng triệt tiêu hoàn toàn các tiếng ồn động cơ. Khi vận hành, các thanh nan có xu hướng ôm chặt và cuộn tròn vào nhau một cách đồng nhất, giảm tới 90% tiếng ồn phát ra. Cửa cuốn khe thoáng có trọng lượng được đánh giá là nhẹ hơn, từ 30 đến 40% so với các loại cửa cuốn thông thường. Đặc biệt, sản phẩm còn được trang bị hệ thống lò xo trợ lực, giúp mang đến sự dễ dàng cho người dùng trong việc thao tác kéo cửa cuốn. Cửa cuốn khe thoáng được tích hợp nhiều công nghệ thông minh. Với thiết bị cảm biến chống xô, nó sẽ tự dừng khi có vật cản, độ nhạy cao. Bên cạnh đó là sự kết hợp hoàn hảo của tính năng còi báo động, nếu có đột nhập từ bên ngoài sẽ phát cảnh báo. Còn đây là mẫu nan tấm liền. Bạn sẽ dễ dàng nhận biết cửa cuốn này so với loại cửa khác. Đó là thân của cửa không có các thanh nan cửa đan xem, và nó được làm từ vật liệu thép hợp kim cao cấp, hoặc là được sử dụng bằng vật liệu inox. Cái chính là được sơn tĩnh điện đạt chuẩn, luôn giữ cho bề ngoài sáng bóng, độ bền cao. Độ dày của nan cửa tấm liền từ 0.35 gem đến 0.51 gem. Nan tấm liền thường được dùng để lắp ráp cho các cửa gara ô tô, cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ, vì thiết kế đẹp mắt, an toàn và chống bám bụi. Với hệ sóng vuông có cạnh V tròn giảm độ bám bụi, giảm hiện tượng chảy xước ở mặt đối diện khi cửa lên xuống. Mẫu nan cửa siêu trường. Các loại nan cửa cuốn trên chủ yếu dùng cho những công trình vừa và nhỏ. Diện tích tối đa của cửa thường khoảng 50m² hoặc hơn một chút. Đối với diện tích mặt tiền lớn hơn như nhà xưởng, nhà kho, xưởng sản xuất thì cửa cuốn siêu trường chính là giải pháp. Dòng sản phẩm này sở hữu kết cấu chắc chắn, chuyên được lắp đặt cho công trình cửa lớn. Được thiết kế đặc biệt với thân cửa làm bằng thép mạ điện. Ngoài thân cửa chắc chắn, bộ tời tải trọng lớn có sức nâng từ 300 đến 2.000 kg, sử dụng nguồn điện 1 pha hoặc 3 pha, được thiết kế riêng biệt cho mỗi công trình, với chiều dày nan cửa có thể lên đến 10mm mà vẫn đảm bảo độ cứng và an toàn. Với nhiều loại nan cửa cuốn được nhà sản xuất tung ra thị trường, thì nên chọn loại nan cửa nào tốt nhất, sử dụng tiện lợi, sử dụng an toàn và với chi phí hợp lý nhất luôn là một vấn đề được sự quan tâm của nhiều người dùng. Để trả lời được câu hỏi này, bạn cần phải xác định được mục đích sử dụng, vị trí lắp đặt, khoản chi phí có thể đầu tư. Tuy nhiên, để lựa chọn được loại cửa cuốn phù hợp nhất với bạn, thì chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với những chuyên gia tư vấn của Quang Đo Việt Nam để có sự lựa chọn hợp lý nhất với nhu cầu của bạn. Liên hệ ngay đến hotline 0931 911 368 để được tư vấn chọn loại nan phù hợp cho cửa cuốn.